Mình chào các bạn nhé. Thì đây chiều này là ba sáng mình lại đóng hàng để chuyển hàng cho khách này. Đây là hòm số 10 này các bạn nhé. Đấy, số 10 này. Rất là đẹp. Đấy, ống mình cũng làm để tí nữa để đóng hàng cho khách này. Bởi vì nhà mình làm không kịp hàng được. Bởi vì đời nào của các bạn đặt trước thì vợ chồng mình sẽ làm trước để gửi nhé. Đây, là sáng mình đang đóng hàng này. Hàng rất chỉ đẹp các bạn. Đẹp mà lại bền. Các bạn mà nhận được cái hòm này thì rất chi nó khoái nhỉ. Mình chào các bạn nhé. Mình giờ mình lại phải đến giờ đóng hàng để mình gửi cho các bạn. Thì cũng vì giao trước là mình cũng chưa nói hết được cho các bạn là tình hình là cái vấn đề là gửi hàng, bởi vì là cái vấn đề gửi hàng là dịch thì bây giờ là gửi hàng vận chuyển nó rất là lâu, nó lâu hơn những cái đơn hàng bình thường trước. Vì là có các bạn mình trước khi mình gửi hàng là mình hỏi là ở vùng chỗ khách là có dịch hay không, thì là có những đơn là như có bạn ở trong Bình Phước thì là mình phải chuyển khách nhanh, nhưng đúng lịch của vận chuyển hàng là đúng lịch là 1.5 ngày đến 2 ngày là sẽ bay vào đến nơi, nhưng tình hình là dịch là nó bị ảnh hưởng cho nên đến tận đến 4 ngày mới vào đến nơi, là các bạn cũng thông cảm, bởi vì là một ngày thì nhà mình không biết hàng bao nhiêu đơn hàng, thì có những cái đơn hàng mà mình bỏ quên. Thứ hai nữa là mình bảo gọi điện lại cho các bạn mà mình không gọi được, thì các bạn thấy lâu thì các bạn cứ gọi lại cho mình ý, bởi vì là mình quên, mình không nhớ, là mình không điện chứ không phải là mình không điện nhé. Đấy thì các bạn cũng thông cảm. Đấy, dịch hàng với tôi thì là họ cho vận chuyển rồi, đặc biệt là ở Bình Dương, nếu mà ở cái vùng đỏ và thành phố Hồ Chí Minh thì là mình sẽ không gửi, bởi vì là mình gửi thì hàng nó vẫn là nằm một cái cục thôi, họ không cho vận chuyển. Đây cái hình thức của hòm của nhà mình là lấy mẫu hòm mới đây. Cái dây tròn này là quấn bằng nhựa, là cái dây tròn này quấn bằng nhựa và cái miệng trên của nó dây xanh, dây khác thì dưới là màu vàng, nó là nhựa bê bê tóc nhé, hàng rất là đẹp luôn. Đó thì các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bây giờ mình lại là đóng đơn số 10, mình gửi đi. Đây, mình cũng nói là cái ở mình nhà mình sang huyện Đông Anh rất là gần. Thế nhưng mà bên đấy là nó có một cái chỗ là vẫn là vùng đỏ, cho nên là có cái đơn hàng của mình năm 1 tháng này rồi mà họ không cho vận chuyển. Đấy là các bạn thông cảm. Bán hàng là như thế này. Bây giờ mình chuyển hàng cho các bạn nhé, thì các bạn cứ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền.
Nếu nhân viên mà họ không cho kiểm tra hàng, các bạn cứ điện lại cái số trực tiếp mình có ghi ở trên bill đó, là cái số cuối cùng là có 3, có 4 cuối cùng, các bạn cứ điện trực tiếp cho mình thì là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Kiểu ra hàng mà đẹp mà ok thì các bạn nói, mà không đẹp không ok thì các bạn cứ trả lại cho nhà mình. Đó là mình đóng là từ 60, mình gửi đi, mình gửi đi Bình Phước đi. Kiếm mấy cái tải đóng đủ cái đường ấy thì còn mai nha, mai nó phải hai đường to đó, hai đường nó gom một cái móng. Thì vợ chồng nhà mình cũng xin cảm ơn các bạn là đã đăng ký kênh, và trước đây bên này đã có cái đăng ký đặt hàng với vợ chồng nhà mình, thì vợ chồng nhà mình xin cảm ơn là đã tin tưởng mua cả ống, mua cả hàng họ. Thì là cái hình thức gửi hàng ống ấy thì hàng nó thuộc qua hàng công kênh các bạn ạ, nên phí cước người cào. Nhưng mình là theo yêu cầu của khách, nếu mà khách cần thì các bạn lấy ống thì phí cước nó sẽ đỡ hơn là người ở xa có các trong miền Tây và mình gửi ống. Thực sự là mình không muốn gửi, thứ nhất là phí cước nó rất là cao nên cho mình ngại, nên cho mình không phải là nhà mình, nếu mà người khác người ta bán là người ta muốn bán. Còn phí cước vào nhiều không quan trọng, nhưng thực ra cái nhân viên gửi hàng mình phải đánh đò thì phí cước cũng rất là cao. Thứ hai nữa là cái ống này nó không phải là dễ vận chuyển, bởi vì ở bên họ vận chuyển thì họ vứt hàng nó rất là nặng, rất nặng tay, nên là nó không may nó cũng vỡ một cái là hàng là bạn rất là thiệt thòi. Tụi em mai đến mai mùa mỹ tải phóng xuống nha, cái phần mùa lễ tải thì thành về mùa lễ độ làm cái nữa. Các bạn nhé, thì mình cũng làm móng rồi, bây giờ ba sẽ nhét ống cả hòm ra mình gửi luôn nhé. Các bạn thì video của mình nó cũng dài rồi, thì bây giờ mình chỉ phép được dừng video nhé. Các bạn đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại để chú vợ chồng cho mình gọi nhé.